rảnh với anh Thành đang kể chuyện cá lôi chó vô đây chị ạ. Anh biết anh làm vậy là xúc phạm con chó nhà em không? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay team của tụi mình, anh trước tiên các bạn có thấy điều gì mới lạ ở team của tụi mình hay không đó hả? Đó chính là hôm nay mấy anh em mình mặc một loại đồng phục thôi nha các bạn, để cho khỏi lạc lòi với người ta nha các bạn. Làm như động vật cái lòi mày. Ủa, người cũng có lòi vậy mày? Hai bay tào lao quá. Mà anh Phú ơi. Sao cưng? Hôm nay em quay clip gì anh Phú? Hôm nay hả? Sao mấy đứa có chủ đề gì không? Phú ơi. Sao cưng? Bữa trước cắm trại nhà em, người giờ cắm trại nhà Thành đi Phú. Được rồi Phú, cắm trại nhà Thành đi Phú. Ừ, cái này được nha. Bữa kia dám qua nhà tao cà khịa tao, giờ tao qua nhà mày cà khịa mày nè con. Ok, vậy hôm nay mấy anh em mình sẽ cắm trại nhà Thành 24 giờ nha, đồng ý không? Đồng ý. Thành đồng ý không Thành? Quan trọng cái thanh niên này nè, nhà của hắn đó các bạn. Dạ sao cũng được, nhưng mà nhà em hơi bị nóng nực á nha, đừng có chê nha. Đem mấy quạt ra. Ok, có biện pháp xử lý nóng lực hay là đúng không nhỉ? Ừ. Thôi rồi, ngay bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mấy anh em mình sẽ bắt đầu tiến về nhà Thành và sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ở nhà Thành nha các bạn. Đi thôi. Qua nhà ta, ta sẽ cho mày ăn những thứ năm sau VIP luôn. Chẳng hạn như là xoài ta cho tụi tao ăn thịt, còn mày ăn hộp. What? Còn thịt chuột tụi tao sẽ ăn thịt, còn mày sẽ ăn xương nha. Oh. Thành ác quá, gì gì cũng bạn bè không làm vậy đó. Mấy em tới vị trí của nhà Thành rồi nha các bạn. Nhưng ở vị trí này là vị trí phía trước nhà Thành nha các bạn. Còn nhà Thành là phía bên kia các bạn kìa. Đó, đó là nhà của Thành nha các bạn. Và hiện tại nhà Thành ba mẹ Thành cũng đi làm nha các bạn. Hầu như là ai cũng đi làm hết các bạn ơi. Đại đa số là ba mẹ của mấy em ở đây, ở khu vực này là phải đi làm hết nha các bạn. Cho nên mấy em mình sẽ không vô nhà. Hiện tại bây giờ mấy em mình đang đợi ba mẹ Thành về, cho nên sẽ cắm trại ở phía trước nhà Thành nha các bạn. Các bạn thông cảm đi các bạn. Mày chưa nói gì mà mày kêu người ta thông cảm. Mày biết khiên hả? Thông cảm là thông cảm cái gì? Thì tôi đang nói nhà của anh Thành kìa, với lại nhà của tụi mình nữa. Do ba mẹ của mấy anh em mình đi làm không nghe các bạn, cho nên trước khi cắm trại ở nhà mấy mình thiệu xin nghe các bạn. Còn không mấy anh em mình chứ vòng vòng nghe các bạn. Phú ơi. Sao cưng? Thành ra lăng mấy kìa Phú ơi. Sao vậy? Nhâm bánh ra cho mấy mình ăn. Wow, Thành mang gì ra kìa các bạn. Wow, mang bánh mang nước rồi đại anh em ha. Cái gì nữa hả? Hái gì hả? Em hái này tặng cho Đặng. Hả? Ê Đặng, cho mày nè Đặng. Trời đất ơi, quà mày cho tao giá trị ghê luôn á. Trời ơi, anh Thành mang sữa chua tổ yến đãi mấy anh em luôn Phú ơi. Wow, dữ ta. Wow. Đâu đâu đâu, tôi coi coi. Ôi, đại sữa chua tổ yến luôn ghê Thành. Dữ dằn ta. Anh đọc kỹ chưa? Ui, cái gì vậy? Đâu? Bánh mà. Trời đất ơi, treo đồ dê bánh thịt chó. Đó, đó, treo đồ dê bánh thịt chó, bên trong bánh các bạn ơi. Oh. Ngoài sữa chua tổ yến. Còn bên trong là bánh các bạn. Hợp lý quá ha. Để em tặng anh Đặng cái em Phu. Tặng anh Đặng luôn mới chịu hả? Chị Đặng à, em tặng chị rồi. Ngon không nhỉ? Ngon. Mời các bạn nha. Bánh sữa chua tổ yến các bạn. Thành cho nè. Ủa bên trong có kem hả? Quá trời kem luôn các bạn ơi. Chưa. Thành này ra lăng lắm nha các bạn. Kobe. Chưa đâu, tí mẹ em về em mang đồ ra cho mấy anh ăn nữa. Wow. Cái ăn rau hơn Đặng mới chịu. Nói chứ anh Thành ơi, Thành sao cố gắng xin mẹ anh đi anh Thành. Chứ ngồi ngoài này là cái nhà là Thành cá lóc khô luôn anh Thành. Em mà chuẩn bị đồ ăn vặt cũng khá là nhiều nha các bạn. Bánh trái rất là nhiều nha các bạn. Một chút mấy anh em mình sẽ nấu cơm. Mấy anh em mình sẽ tự nấu cơm và ăn cơm cả ngày luôn nha các bạn. Phía trước nhà Thành là trường mẫu giáo các bạn. Wow, đây là trường mẫu giáo nha các bạn. Nhưng mà chó chiêu là ở đằng sau đích của cái trường nha các bạn, chứ không ở trước cái mặt tiền. Để tụi bay ăn bánh không tụi bay? Dạ, lấy bánh chia cho mấy anh em đi cưng. Bây giờ mấy anh em ăn điểm tâm sáng bằng bánh nha các bạn. Ôi thằng này quậy rồi. Đó, mỗi đứa lấy cái bánh ăn đi. Tụi bay gom gác dọn thôi nha. Trước nhà anh Thành đó. Trước nhà anh Thành thì sao? Thì tụi bay sẽ gác mạnh mạnh hơn chút nữa chứ sao. Tụi bay á, gác nữa thì có thể về hết. Riêng thật thì phải ở lại đây. Hả? Chi mày? Mày sẽ gác cho giữ vô, lát nữa mày lại mày dọn chứ ai.
Mời các bạn ăn nha. Mời các bạn ăn nha, ăn điểm cơm sáng là bánh nha các bạn. Nó hưởng phú mà. Nói gì anh xong đi nói anh hai, anh gì đâu mà. Sao cưng? Chạy nhà lấy nước nha. Cứ chạy nhà cứ lấy nước đi. Một đi. Chút tí ba mẹ Thành về với em mình sẽ xin vô review nhà sơ sơ cho các bạn xem nha. Mày nghi hả mày? Giờ bộ mình giấu bánh sau lưng anh giấu bánh ở đâu đi? Chứ chừng nào nó ra cái nó hỏi chứ mình nói mình ăn hết rồi. Thôi mày khỏi đi, nó ra luôn rồi kìa. Nhanh quá. Sao cưng? Chân cái. Cảm ơn nha. Mới xin tầm được trái mặn nè anh Phúc. Em biếu anh à. Đâu? Mày. Để ăn nữa. Ui, sao nó bị tét gì kỳ ta? Anh nên nào cạp kỳ hả? Trời đất ơi, bản chất nó ra như vậy rồi. Thôi cưng bẻ ra, cưng chia cho mấy em anh đây nè. Chia mỗi đứa miếng, anh lấy thơm lấy thảo thôi. Nè, cho mấy đứa, mỗi đứa miếng lấy thơm lấy thảo nè. À, đây. À. Mỗi đứa một chút gì đó. Cho một miếng vậy, sao đủ nhét cái ăn em Thành. Thế thơm lấy thảo mà. Ăn cần chi nhiều. Ăn với anh Phú nè. Đâu chanh miếng rồi. Mà ngon không? Ngon. Thử miếng mặn nha các bạn. Tao đố mày nè Đặng. Đố gì nữa mày? Thì nghe đi, hỏi nhiều quá mày ơi. Trong một cái chừng ngừa, tao đố mày. Ủa mày con cầm thú. Chạy đua với nhau. Thì tao đố mày, mày thắng hay là mày thua? Con cầm thú hả? Con cầm thú là con gì mày? Thì mày biết con cầm thú là con cầm thú đi. What? Mày không quan trọng. Miễn sao mày thắng hay là thua. Thì là thắng đó còn sao. Vậy là mày chứng tỏ mày hơn cả loài cầm thú đó hả mày. Vậy nếu tao thua nó còn sao. Vậy là mày thua hơn cả loài cầm thú nữa. What? Còn tao quệ nó còn sao. Đơn giản thôi, thì mày y chang như con cầm thú. Cô đố của anh nguy hiểm vãi. Buồn thì chứ Phú. Sao buồn cưng? Nhà anh Thành không có gì chơi anh Phú ơi. Nhà nó đúng rồi anh Phú. Nhà anh Thành không có gì chơi anh Phú chán quá. Bà già mày hi chỗ mày không ngồi mà ngồi lên vai tao. Để rồi biểu mày ngầm chè bẹt nó làm chi. Anh Phú ơi. Sao cưng? Chợ này mấy này kinh doanh ghê anh Phú. Đứa nào? Mấy này nè. Thật ghẻ với nhà áo với hòa thượng nè. Sao mấy đứa này kinh doanh gì? Kinh doanh cá. Cá gì? Cá. Cá gì nhỉ? Cá đá Phú ơi. Là sao anh không hiểu? Cái lì thi á bán. Bán gì vậy? Bán cho người ta. Người ta mua cá của mấy đứa hả? Ừ. Ghê trời. Trời ơi anh biết ha, dạo này tụi em kinh doanh hơn anh nữa. Ghê ta, kinh doanh gì? Tụi em ươm cá lì thi cho đẹp lên rồi tụi em bán cho người ta anh Phú. Wow. Em mua luôn hả? Nhiều con? Trời ơi có nhiều đâu, 20.000 con chứ nhiều. Trời đất ơi, bán cá lì thi 20.000 con luôn. Đó lẽ cá 25.000 con anh Phú vừa bớt giá luôn. Trời ơi, bán mà buôn bán mà bớt luôn ghê trời. Ôi, mấy tên niên này ghê. Cá mấy em ép đẻ luôn kìa anh Phú. What? Đã biết like luôn hả? Ừ. Biết phối luôn. Ừ. Trời ơi, cái gì cũng phối được hết trơn á. Như chó nàng thật cũng phối được luôn. Anh rảnh quá anh Thành. Đang kể chuyện cá anh lôi chó vô đây chị ạ. Anh biết anh làm vậy là xúc phạm con chó nhà em không? Anh biết cá của tụi em không? Ừ ghê, 100 người. Mà trong đó ha, một người mua cá của tụi em, còn 99 người kia không dám mua Phú ơi. What? Sao vậy? Anh biết lý do tại sao không? Sao vậy? Thật ghẻ em Phú. Tới lúc cá chọn mã cái nó đem đi cắt đuôi hết luôn Phú. Ủa dạ, sao vậy? Mày không biết gì, mày cũng nói nó cá không biết nuôi mày lạc la. Cắt đuôi con cá nó mới sung. Tao lại mày đi ơi. Anh Phú biết gì không? Sao cơ? Cá nuôi hết 10 con. Ừ. Nó cắt hết 9 con, còn con mà nuôi gì anh Phú? Bố của em cứ nhũ sắt đây. Anh giống ăn nhành màu lên. Ôi da, cái cây nhỏ xíu mà tướng chào má cho nó gãy bây giờ. Tao đố mày qua đây mà lắc được cây này cho 10.000. Chuyện Thành rồi về nghe các bạn. Mấy anh em giờ vô nhà Thành nha các bạn. Giờ mấy anh em đi về. Trời đất ơi, làm gì anh hai? Trời đất, anh muốn quay về anh Phú. Nét vô. Giờ mấy anh em di chuyển vô nhà Thành nha các bạn. Nhà Thành có chị Thành mới về các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em mình vô review sơ nhà Thành cho các bạn xem nha. Đây nha các bạn, bây giờ mình sẽ bước vào khuôn viên của nhà Thành.
Thôi mình sẽ review cái nhà mình nha. Wow, Thành review, tự review luôn hả? Dạ. Ok, Thành review nhà của Thành nha các bạn. Đây, cái này là bằng nhôm. Ý nhầm, một khối kim loại. Rồi sao nữa? Được làm từ một khối kim loại. Rồi ok. Siêu cứng, siêu bền. Trời ơi, review nhà mình dữ dằn quá. Còn nhà tôi là đỡ hơn nhà nắng là có mặt tiền mà sao. Còn nhà nắng là chỉ có mặt tiền mà không có mặt sao. Mày giữ người ta chút thể diện được mày. Chứ mày có thể diện đâu mà giữ. Tiếp tục nha các bạn. Cửa là có cái kiến. Tất nhiên ai cũng biết có cái kiến rồi anh hai. Nhìn vô ai cũng biết, không cần phải review đâu. Cái này đóng vô. Còn có nắng đẩy ra, đẩy vô, đẩy ra. À, có nghĩa là cửa mở và cửa xếp đó đúng không? À, à ok, tiếp tục, tiếp tục. Chiếc xe của anh Thành đây. Đây, Yến lũng một lầu nữa nghe chưa? Tâm à, xe check liền nghe nhớ. Đây, chìa khóa xe. Đấy, chìa khóa xe ghê chưa? Bực lên nè, ghi được luôn chứ chưa? Ủa sao mà tắt như một vậy? Xe độ là không cần tắt luôn, luôn nó cũng chạy nên luôn. Xe đang đẹp nó độ thành xe hư luôn luôn. Giờ mời các bạn theo mình vô bên trong nhà nha. À, vô bên trong nhà Thành nha các bạn. Trong nhà có bể cá. Cá đậu gì nữa anh Thu? Wow. Cá đậu lâu á. Wow. Ồ con cá kìa các bạn, đẹp cá quá. Cá đậu lâu á. Ôi nhà Thành có bể cá luôn nha. Wow. Ồ cá đẹp không mấy đứa? Cá ống địa kìa anh Thu. Màu đen á anh Thu. Màu đen là cá ống địa hả? Tào lao quá. Nè. Thành kêu gì đó. Ủa nó đâu rồi? Kìa nó nè, nó nè, nó nè. Quá trời cá luôn kìa các bạn. Cá đậu lâu luôn. Ồ nó đói lắm, bây giờ Thành nó tập trung lên góc này Thành. À oxy đó, cái bình oxy đó. Cho nó ăn chưa cưng? Đó. Xong cho mấy cái cây rong vô cho nó đẹp hẳn. Anh coi cái này đẹp không? Dạ. Nằm đây suốt nha. Sướng. Bữa hôm chó nhà tao nằm y gan mày luôn á. What? Cà khen đẳng chưa đã sao mình cà khen em nữa. Chưa chuẩn bị đồ ăn cho tụi em ăn đi Thành. Đúng rồi đó, đau bụng quá đó Thành ơi. Sao tụi bay muốn ăn gì em bao? Wow, dữ dằn quá ta. Tụi em không cần cao lương mấy vị gì đâu, chỉ cần thịt xào nè. Cơm nè, rồi thịt kho nè, gà nè, mọi người gì cá gì đó cũng nhìn đem ra hết đi. Nghe nói nhà anh có gì quý lắm, tụi mình AK này, cua AK này đem ra hết đi Thành ơi, giấu làm chi. Ê, nhà nó có cá vàng á, đem ra kho tội đi, ăn ngon lắm á. Tao kho mày luôn á, chứ làm gì kho cá vàng tao mày. Buồn thiệt chứ anh Phúc. Phú ơi. Sao cưng? Em nghe đồ mà đẳng có vẻ tên Huyền đẹp lắm anh Phú. Người ta có không đẳng? Ai nói vậy mày? Tao nghe giang hồ đồn vậy đó. Kệ mày tên Huyền hả đẳng? Tao có bài thơ tặng cho mày rồi đẳng. Wow. Nữa, bảo tố tới nữa chứ đâu. Sao không muốn nghe thơ tao tặng cho mày không? Tao muốn tự nguyện chứ không muốn ép buộc nha. Đâu mày đọc tao nghe thử coi. Kệ mày tên Huyền phải không? Bắt đầu nghe nè. Yêu Huyền anh chẳng được gì, mất tiền mất bạc mất quyền tự do. Em sợ anh thì chứ Thành. Thiếp anh Thành đừng làm cục hứng anh Thành. Yêu Huyền anh ốm như cò. What? Huyền An hiền mập như bò Hà Lan. Còn Thành, tiếp Thành. Còn nhà Huyền ở cạnh bờ sông, chiều chiều ra tắm mà không mặc gì. Tiếp mày hay quá mày. Thôi 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 dừng đi, mắt đáng toàn là dao găm không thì kìa. Chưa đó là giờ mấy anh em ăn tiếp đi anh Phú ơi. Thôi bây giờ mấy anh em mình ăn trưa đi các bạn ơi. Thật kìa. Đây mấy anh em có mua sữa sẵn rồi nha các bạn. Giờ mấy anh em mình ăn mì tôm với lại uống sữa nha các bạn. Mấy anh em mình ngán ăn mì tôm chín lắm nha các bạn. Giờ chỉ ăn mì tôm sống nha các bạn. Đúng rồi, ăn mì tôm sống mà uống sữa vô là đúng bài luôn. Tào Tháo sẽ hỏi thăm tụi quay sớm thôi. Thôi khui mì anh đi mấy đứa ơi. Khui mì anh đi với lại uống sữa đi rồi bắt đầu mấy anh em mình nghỉ trưa chút. Mấy anh em mình ăn uống xong sẽ nghỉ trưa chút nha các bạn. Chưa rồi các bạn ơi, cũng phải nghỉ trưa chút để lấy sức quay clip để chiều cho các bạn xem tiếp, đủ 24 giờ cho các bạn xem nha. Ăn mẹ phải trộn vậy mới ngon. Phú của em trộn ngon chứ anh Phú? Đâu. Wow. Wow, nhìn hấp dẫn quá cho anh miếng này. Anh có ngon sao không ăn của anh đi? Không, bình thường anh thích ăn kéo người ta, anh kéo người ta lúc nào ngon đúng không Thành Lát? Đúng rồi. Làm miếng Thành. Tính ra mày cũng vậy luôn Thành. Thôi mời các bạn ăn nha, mì tôm sống. Nói thật tình một câu là team của tụi mình cực kỳ thích ăn mì tôm sống luôn nha các bạn. Ngon. Không ngon mấy em mình nói không ngon, còn ngon mấy em mình nói ngon nha các bạn. Chứ không phải là không ngon mà nó ngon nha các bạn. Thực tế mấy bạn cũng như mình đúng không? Cái gì không ngon mấy bạn sẽ không ăn đâu.
Các bạn nhìn được cách mà mấy anh em mình ăn đi. Không ngon bằng tí hết. Cái nào ngon em kén ăn lắm, bố em không ăn. Cái nào ngon là không ăn hả? À, vậy thôi cho anh ăn giùm nhá. Thôi, cái này thì không được con thôi. Sao vậy? Anh ăn rồi lấy gì em ăn? Dính miệng tùm lum kìa. Anh xong mấy đứa uống sữa vô. Uống sữa xong cứ nằm xà lai ra đây ngủ. Đúng Thành, mấy anh em ngủ đây ha. Dạ. Đúng rồi, diện chó vô nằm nha. Rồi Thành mang nước ra cho mấy anh em uống kìa các bạn. Nhà Thành có kem không ta? Kem hả? Lát nữa em sẽ sai một kẻ tiểu nhân nào đi mua cho. Trời, có lính luôn hả? Ờ, nhà em lính cán đầy. Ví dụ như chó nhà anh phải không? Ờ, ăn chúng gì cay quá Phú ơi. Dạ uống sữa đi Phú ơi. Cay uống sữa vô cưng. Bình thường nếu mà các bạn ăn chúng đồ cay nha các bạn thì các bạn sẽ phải uống sữa hoặc là sữa đậu nành, nó sẽ giảm bớt cái độ cay đi nha các bạn, hoặc là uống miếng nước nóng vô. Nhưng mà nước nóng thì cũng không tốt đâu các bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ cái khoang miệng của mình các bạn, nó ảnh hưởng đến cái miệng của mình có khả năng gây bỏng, cho nên các bạn tốt nhất nên uống sữa hoặc là sữa đậu nành nha các bạn. Mời các bạn uống nha. Phú ơi. Sao cưng? Nãy con bộ uống thuốc nó bớt lé rồi nè anh Phúc. Thế coi, con lé anh hay ơi. Ờ này nó hết lé rồi các bạn, bò này hết lé rồi. Này nó hết bị bệnh rồi anh Phúc ơi. Bệnh gì? Bệnh lè lưỡi rồi nè anh Phúc. Mời các bạn uống sữa nha. Sữa mẹ thiên nhiên nha các bạn. Hours later. Chiều rồi nha các bạn, bây giờ mấy anh em mình bắt đầu chế biến món ăn nha các bạn. Đây các bạn, còn một thùng đồ ăn nữa này các bạn. Ê Nhã ơi, phóng quả vừa vừa nghe Nhã. Y chang hồi bữa sinh tổn nhà tao là mệt à. Mấy đứa gom lửa gọn gọn cho mấy đứa ơi. Mấy anh em đốt lửa trong cái thau nha các bạn, nó cũng không sợ cháy lan lắm. Nóng quá anh Phú ơi. Làm dính hai, cháy luôn cái lều bây giờ. Đó, các bạn con cá lóc bự không kìa. Đó. Trời ơi, tao mới múc nước nào uống nhanh chưa hả? Trời ơi, Thành nó mới múc nước luôn đó trời. Thật ghẻ nó uống chứ ai. Trời ơi, em không có uống à, em chỉ nốc hai ba ngụm à. A few moments later. Giờ mấy anh em bày đồ ăn đây nha các bạn. Đây, cá lóc nướng xong rồi này các bạn coi đây. Wow, thấy hấp dẫn chưa? Wow. Bây giờ qua thương chẻ cá đó nha các bạn. Cứ dùng tay đây đi, tay mấy anh em rửa sạch hết rồi các bạn ơi. Ồ, nóng hả? Nóng sao không nóng anh Phú? Mấy em lột da cái đi. Wow. Ui sợp. Wow. Để coi cho. Nóng lắm nha các bạn. Mời các bạn cùng ăn nha. Thôi giờ mấy anh em mình ăn nha các bạn. Đói rồi các bạn ơi, chiều rồi. Ăn từ từ. Đâu cho anh thử miếng đây. Rồi mấy đứa ăn đi. Ăn đi Will trước đi. Bố bố nè anh Phú. Thôi cho nhà ăn trước đi. Ngọt. Đại anh Phú. Ngọt quá rồi, bé không Phú? Đói bụng muốn chết luôn rồi đúng không? Ừ. Ngọt như ta. Mời các bạn nha. Đúng bài luôn á. Chấm muối này đúng bài luôn đúng không? Ngọt. Muối này là muối mì tôm nha các bạn. Chấm mấy cá là cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Anh ăn thử đi. Ngọt ngay à? Ngọt lắm. Cá nướng chui mà ăn chung với mì tôm là cực ngon luôn các bạn. Anh ăn mượn cá. Ăn thịt cá gì đâu, mượn gì gọt gọt. Mời các bạn nha. Mấy anh em mình không có vô nhà Thành nha các bạn. Do nhà Thành có ba mẹ với lại có chị rồi trong nhà. Cho nên mấy anh em mình ở ngoài các bạn. Ngon mấy đứa? Ngon. Tao đố tụi bay nè. Trong con cá lóc muốn chui, cái gì ngon nhất? Tất nhiên là cái bụng rồi. Mày tào lao, cái bộ ruột mới ngon. Tụi bay tào lao nữa, cái hàu mới ngon. Thì tụi bay ăn cái đó đi, để tao ăn thịt cá mình cho. Mấy anh em mới đi tắm hết rồi nha các bạn. Thì có một số bạn cứ hỏi mấy anh em sao thay đồ ở đâu. Thì mấy anh em bình thường mình mang đồ theo nha các bạn. Và sẽ tắm ở nhà của những thành viên mà mấy anh em mình sẽ cắm trại. Đây thì hôm nay mấy anh em mình tắm nhà Thành nha các bạn. Cho nên thay đồ ở trong nhà Thành luôn. Chiều rồi mấy anh em cũng phải tắm nha các bạn. Có thật ghẻ với lại đẳng cấp chưa tắm các bạn. Sáng giờ mặc một bộ một à. Cái nhà giờ vui. Sao cưng? Nó hồi nách quá. Thành ơi em đố Thành à. Hả? Đố gì? Em đố anh chứ. Một thì bằng năm. Vậy hai bằng mấy? Trời ơi, gì sao làm khó được anh mày? 2 bằng 10 chứ mấy? Đúng rồi. Wow. Vậy 3 bằng mấy? Tất nhiên rồi, 3 bằng 15. Wow. Còn 4 bằng mấy? Dễ à, 4 bằng 20. Wow. Vậy 5 bằng mấy? 5 bằng 25. Hả? Ủa nhiều quá. Anh ghê thiệt. Nãy anh
có nhớ em nói một bằng mấy không? Thì một bằng năm. Chết cha, lộn rồi. Vậy mà dám trả lời 5 bằng 25 thấy ghê. 5 bằng 1 nha các bạn. Tại vì đều bài 1 bằng 5 mà. Gai tao mày. Thì lâu lâu để cho anh quê cho có với người ta chứ. Hàng bay định nói dơ vậy luôn hả? Lãng gì phải tắm, có dơ đâu mà phải tắm. Hả? Má ơi, vậy mà không chịu nhận mình nói dơ nữa trời. Cả ngày không chịu tắm luôn. Này ở dơ cho nó sống trong tù với mấy thằng tù nó không tắm. Chứ tao có sạch đâu mà mày lo dơ. Ê, tính ra mày lầy ghê nó thật. Bữa nay mấy em mình sẽ cắm trại 24 giờ ở ngoài này nha các bạn. Ở trước nhà của Thành nha các bạn. Nhà Thành bên kia. Mấy em mình sẽ không vô nhà Thành nha các bạn. Nói chung để giữ phép lịch sự tế nhị thì mấy em mình sẽ cắm trại ở ngoài trước nhà Thành là được rồi nha các bạn. Công nhận nhà Thành có cái thảm cỏ đẹp ghê luôn chứ. Có cái gì chứ? Thảm cỏ. Đâu? Nè. À. Mấy em mình đang ngồi trên cái thảm cỏ nha các bạn. Cái thảm cỏ này là phía trước nhà Thành các bạn. Rất là êm đít luôn. Anh thấy có êm chút nào đâu anh Phu. Chưa kể cho anh nghe hồi nãy. Nãy Nhiên đang ngồi cái cây sắt đâu nó lòi lên đâm chúng mông đau chết luôn. Phu ơi. Sao cơ? Thật ghẻ đi cắm trại bị số gì đó anh Phu ơi. Số gì là số gì? Số xui sao đó anh Phu ơi. Anh Phu nhớ lần trước cắm trại nhà Quang không? Ờ à, có nhớ chứ. Nó đang ngồi lên miếng tôn á. Ờ. Không ngồi cây sắt bự một khúc nè. Từ dưới này nó đâm lên. Đâm chúng đâu ta quên rồi ta. Anh nghĩ ghê đâm chúng đâu mà nhịn ỉa 2-3 ngày luôn á. Bữa hôm đó em nhớ anh Phú nhắc nó đừng ngồi anh đó mà anh Phú. Đúng rồi, bữa hôm đó anh có nhắc nó rồi mà. Tại nó chai lì, nó chai ì, nó cố tình nó ngồi đáng chịu đúng không nhỉ? Ừ. Mai là nó nỉa 2-3 ngày mà nó nỉa cả đời mày làm mày mệt nha thật. Giờ mấy anh em mình phải chui vô lều thôi chứ ngoài quá trời muỗi luôn rồi các bạn. Muỗi. Mấy tên niên này thì tỉnh mỗi lần nói tới mũi cái dỗ ơi trời ơi mũi ây da đây để bắt nhà Thành ở trong đó nha các bạn. Bây giờ mấy anh em cắm lều ngoài này nha các bạn. Đây mấy anh em đang ở đây, mấy anh em không có vô nhà nha các bạn. Mấy anh em cũng không có di chuyển đâu hết các bạn. Mấy anh em đang ở phía trước nhà của Thành. Mấy anh em mình làm thử thách hôm nay là thử thách 24 giờ ở nhà của Thành, nhưng mà mấy anh em mình sẽ ở gần thôi nha các bạn, ở phía trước hoặc là ở bên cạnh thôi. Chứ mình không thể nào mà vô thẳng nhà của mấy thành viên ở được các bạn. Dù gì trong nhà cũng còn ba mẹ, gia đình, ông bà với lại anh chị thôi nha các bạn. Các bạn thông cảm nha. Anh Phú với mấy đứa này thông cảm giùm em nha anh Phú. Đâu có gì đâu thông cảm cưng. Mấy em mình có lều mà đúng không mấy đứa? Đâu có ai tính toán gì đâu Thành. Chết mấy em mình làm những cái thử thách này cũng cực kỳ là vất vả luôn các bạn. Nhưng mà vì yêu cầu của fan, vì nhu cầu giải trí của mọi người, cho nên anh em mình sẽ cố gắng làm nhiều thử thách hay để cho mọi người xem. Thực sự tụi mình rất yêu quý các bạn nha, đặc biệt là các fan cứng của anh Ba Phải TV. Phải nói là team tụi mình rất cảm ơn các bạn. Nhờ các bạn mà team của tụi mình có được như ngày hôm nay đó các bạn. Mong là các bạn sẽ đồng hành với team của tụi mình để team của tụi mình có nhiều động lực để làm nhiều clip hay hơn nữa cho các bạn xem. Phải nói 24 giờ cực kỳ khó khăn luôn nha các bạn, nhưng tụi mình sẽ quyết tâm nha các bạn. Yeah. Vâng, đó là những lời quyết tâm và quyết đoán của team Anh Ba Phải TV dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các fan cứng của team Anh Ba Phải TV nha các bạn. Và mình cũng mong rằng các bạn sẽ đồng hành cùng với team Anh Ba Phải đến suốt và mãi mãi trên cái chặng đường làm YouTube của team nha các bạn. Thì sau thử thách 24 giờ nhà của Thành Lát xong thì mấy anh em mình sẽ chuyển sang làm thử thách 24 giờ ở nhà của Nhã Ngáo nha các bạn. Sao Nhã Ngáo với Hòa Thượng có đồng ý hay không? Đồng ý. Sao Hòa Thượng đồng ý không? Em thì tất nhiên đồng ý rồi anh Phú. Wow, mấy bạn của chúng ta rất, phải nói là rất là nhiệt tình nha các bạn. Nãy sớm đói bụng quá anh Phú ơi, giờ mình ăn dặm đi anh Phú ơi. Đổ bánh ra đi mấy đứa. Đây các bạn. Đây các bạn, mình có chuẩn bị thêm bánh trái cho mấy em ăn tối nha các bạn, để mấy em sợ mấy em đói các bạn ơi. Thôi bây giờ ai đói ai, thôi bây giờ ai thích ăn gì lấy ăn đi. Ê, đừng bịt đi. Em cho cô ba cho. Em đấy, em nguyên bịt này cho. Nuôi chiên hả? Nuôi chiên ngon giòn. Ờ ok, muốn ăn thì lấy ăn thôi chứ ăn đâu có cấm đâu. Em bịt này anh Phú. Rồi, Hòa Thượng uống sữa thì lấy sữa uống. Tối nay mấy anh em mình sẽ không lầy lội nha các bạn. Tâm sự với các fan là chính nha các bạn.
mấy anh em mình cũng không có biết phát trực tiếp đâu nha các bạn ơi. Cho nên mấy anh em mình chỉ biết ngồi đây nói chuyện với các bạn thôi, thông qua cái video 24 giờ thôi nha các bạn. Nhiều khi các bạn không biết, nhiều lúc tối trời mưa mấy anh em mình lạnh muốn chết luôn. Những cái lúc hư hết 24 giờ này nè các bạn, nhưng anh em mình vẫn cố gắng vượt qua nha các bạn. Vậy mà cũng có một số bạn comment rất tiêu cực nha các bạn, nói team mình như thế này, team mình như thế kia. Không phải là tụi mình không biết đâu, mà do tụi mình không trách các bạn thôi. Chắc là tụi mình rất là quý các bạn luôn, đặc biệt là các bạn anti fan luôn. Các bạn cứ chửi nói tụi mình như thế nào thì gì các bạn cũng nên xem video của tụi mình này. Tụi mình quý tất cả các bạn, không riêng gì ai cả. Dù các bạn nói cái gì đi chăng nữa thì tụi mình cũng không để lòng. Có điều mình chỉ sợ các fan yêu quý của team anh Ba Phải đọc được những comment không hay của các bạn sẽ làm cho fan của tụi mình buồn thôi. Các bạn ơi, sáng rồi mà gió quá trời gió luôn các bạn. Thì tối hôm qua đẳng cấp thật kẻ với lại nhà ngáo mấy em đó về nha các bạn, chỉ có Thành Láp với lại Hòa Thượng ở lại ngủ với mình thôi các bạn. Thì mục đích mình quay video này là để thực hiện theo yêu cầu của rất là nhiều fan nha các bạn. Rất là nhiều bạn yêu cầu quay từng nhà của từng thành viên trong team Anh Ba Phải. Nhà của Đặng mình quay rồi nè các bạn. Nhà của Thật Ghẻ mình cũng quay rồi nè. Nhà của Thành Lát thì mình với các bạn đang xem đây. Thì tiếp theo sẽ là tới nhà của Hòa Thượng và nhà Ngáo nha các bạn. Nhà của Hòa Thượng với nhà Ngáo là hai anh em ruột nha các bạn. Cho nên mình sẽ quay chung một video. Sáng này các bạn ơi. Biết mấy giờ rồi đấy. Nhà gáy luôn rồi các bạn ơi. Thôi, mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký và cho team mình một like và chia sẻ thật mạnh lên Facebook để ủng hộ team Anh Ba Phải có nhiều động lực để làm nhiều video hay cho các bạn xem nha. Thôi, mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Coi như là mình đã thực hiện theo yêu cầu của các bạn rồi nha các bạn. Thôi, bây giờ mình kêu hai em dậy đi về các bạn ơi. Dậy đi Hòa Thượng ơi. Hòa Thượng với Thành Lát dậy đi về nè. Sáng nào nữa. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Bye bye.